Đây. Diễm nè, Diễm sao ngồi đây vậy? Trời ơi, vậy hả? Anh về rồi nè. Cậu hai đâu ơi? Cậu hai, ông cố ơi, cậu hai về. Ông cố ơi, cậu hai về. Ông cố, cậu hai về. Mệt hả? Cha có sao không? Chị kia anh Tư nằm chưa? Chưa. Trời ơi, giờ này còn đứng thở nữa, chạy đi kêu lẹ lên. Anh Năm gì Năm? Cha sao? Bệnh rồi, qua bệnh lẹ. Cha bệnh hả? Đi, ừ. Đợi tôi chút không sao? Được, còn em sao? Ê, bà lo đóng cửa đi sao đi. Dạ. Em đi chị Năm ơi. Ba ơi ba, có chuyện gì ba cũng ráng đợi đầy đủ con cháu nha ba. Lô này là 61 cái nghe con. 61 hay 64 mà? Tao nói 61. 61? Ừ. Dạ. Thì bà nói 64 đi. Cho nó khỏi lộn tới lộn lui. Có nhiều đó à, hai mẹ con cãi hoài. Em nói là 61 chứ em đâu có nói là 64 đâu mà anh nói 64. Nói còn cãi nữa hả? Trời ơi, má nói không có rõ ràng gì hết trơn á. Còn con nữa, mừng việc không là mừng việc, suốt ngày cứ lo nhắn tin, làm sao mà tập trung được. Con gái con cứ gì đâu mà cầm cái điện thoại lên là bấm bấm rồi cười cười của mình, giống như con khùng. Trời ơi, ba mắc cười quá à. Thì miễn sao con ghi đúng thì thôi chứ. Mà con thấy kỳ lắm nha, lúc này ba hay can thiệp vô. Nó còn cãi nè. Trời đất ơi, mày biết là mày có con 10 tuổi chưa hả? Tôi chị tao ơi, cha bệnh rồi kìa. Trời ơi. Dạ bỏ chơi đi, rồi tôi qua liền. Ủa, má ở đâu rồi? Vô trọng rồi. Lẹ lên bà. Từ từ, em còn phải lấy cái nón nữa mình. Nó còn cãi nè, lên xe. Dạ. Bực bội à. Trời ơi. Cha thấy trong người sao rồi cha? Cha thấy sao cha? Cha có thấy nhức đầu chóng mặt gì không? Chị ba có đo máu cho cha chưa? Còn thiếu mấy đứa. Vợ mày đâu sao? Hồi sáng vợ con nói qua sớm trên kêu bác sĩ về chích cho mấy con bò rồi cha. Con nết đâu Tư? Dạ con nết lo coi cửa hàng rồi cha. Dạ. Thôi nhiêu đó cũng đủ rồi. Được rồi. Dạ. Đủ rồi á. Cha thấy trong mình cha yếu quá. Dạ cha. Cho nên cha sợ có một ngày nào đó có chuyện xảy ra cho cha đó thì không có đầy đủ mặt của các con. Cha đừng nói lỡ vậy cha.
Cha, cha có sao không cha? Cha thấy người sao rồi cha? Sao mà tự nhiên? Sao cha? Đồ rè, cha thấy ngứa cổ họng, cha muốn ho. Dạ. Có vậy thôi hả cha? Vậy thôi. Trời ơi, chị ba. Chỉ có vậy thôi mà chị cũng kêu mọi người tới nữa. Sao chị không có chân tắt cho cha ăn? Trời ơi, chị ba ơi, công việc tụi em nhiều lắm chị ba. Đó, mấy anh mấy chị thấy chưa? Con vậy thôi mà chị cũng kêu anh em tụi mình về nữa. Tụi con đừng có giận Hạnh. Cái này cha biểu nó kêu tụi bay đó. Khổ ghê. Cuối năm rồi tụi con công việc này dắt dò lên cổ chạy còn không kịp nữa. Vậy mà trời ơi, mận lắm cha. Mệt ghê luôn á. Bay ngày tối bay cứ lo tiền. Tiền bạc của bay á là quan trọng hơn cái cha già này phải không? Phải không? Trời ơi. Cha giận lẫy luôn rồi. Nó coi đồng tiền quan trọng hơn tôi nè. Công nhận nha, mỗi lần cha giận lẫy cái mặt cha nhìn giống đít dễ sợ luôn á mình. Mày im cái miệng không? Thôi tôi bay đi hết đi. Chà. Tôi bay lo kiếm tiền đi. Tôi bay lo làm gì làm đi hết giùm tao đi. Chỉ có thằng Dũng mới biết thương tao thôi à. Quay đó không có nào thương tao hết trơn. Tao nói mỗi lần mày giận lẫy lên là nhắc đến cháu nội đứa tôi. Khổ ghê, nó sống với cảnh mà nó nhảy mũi tối ngày luôn. Thôi đừng có lại nhảy nè. Đi hết giùm tao. Đi hết giùm tao đi. Dạ. Dạ thôi vậy tụi con về để lo công việc. Cha giữ sức khỏe hả cha? Dạ. Chị ba, coi chừng cha giùm em. Thôi về, đi về. Rồi, cha giận rồi, mấy anh chị về trước đi. Con về nghe cha. Chị ba canh chừng giùm nha. Đi. Chị ba, chị lo cho cha nha. Em ra làm sao lo cho mấy con bò á. Nè ơi. Gì vậy? Cậu mày bị tụi thằng Tân ăn hiếp ở ngoài bụi tre kìa. Tụi này tới số rồi. Xài gì nó? Ơi coi cái lỗ tai nó đỏ quét rồi kìa. Tôi nói cho tụi bay biết, tụi bay mà đụng tới cậu tao, tôi ăn thua đủ hết với tụi bay. Đừng có thấy nó nhát mà làm tối nghe chưa. Ê cái con nhỏ kia, mày nói ai nhát á? Mày nhát thì có. Mày dám kêu cậu mày bằng nó hả? Con trai gì đâu á mà nhát cho nợ đế. Thấy tụi nó hầm hè mà không dám lên tiếng. Tại tao không lên tiếng chứ không phải tao nhát nha ông. Còn gống cổ nói nữa hả? Cậu có tin con bọt tay cậu không? Mày dám bọt tay cậu mày hả? Còn thách nữa hả? Tao thách đó, rồi sao? Thằng này. Đứng lại đằng cậu kia. Thằng mập ăn dịch chứ đứng lại. Muốn nào nói cái gì? Dạ gì vậy? Dạ chị bớt nóng. Tôi nghĩ chắc có gì hiểu lầm rồi ạ. Hiểu lầm cái gì? Anh nhìn nè. Tôi hiểu rồi. Chị yên tâm đi. Chắc là do trên cái đường mà vận chuyển á, lính của tôi nó sơ suất nên làm vậy. Có gì tôi cho người đến kiểm tra. Nếu mà mẻ miếng nào tôi đền miếng đó. Nói với anh vậy tôi đâu có nổi nóng. Anh chớ anh cho người tới kiểm tra cái lô hàng của tôi đó nghe. Dạ, thôi chị về đi ha. Tôi về đó. Dạ, có gì tụi tôi tới liền. Anh à. Dạ. Lấy cho cha cái điện thoại. Dạ. Cha gọi cho anh Dũng con. Cha đợi con nha. Bấm cho thằng Dũng hả cha? Bấm đi. Con sợ giờ này nó đang làm việc đó. Bấm đi mà. Mấy anh xem lại cách làm việc của mình đi. Không có học chút nào hết. Để khách hàng than phiền lên tận công ty thì ra hệ thống gì nữa. Tại sao khi xảy ra chuyện này chứ biết xin lỗi. Chiều về thăm quê thăm nội tổng đa bà. Xin lỗi. Con nghe nè nội. Dũng hả con? Dạ. Sao nội khóc vậy? Ông nội buồn quá con ơi. Sao? Ai làm cho nội buồn? Nội, con đang họp. Tuần sau con về con có quà cho nội nha nội.
nha. Con đang họp, có gì bây giờ con có gì con gọi lại cho nội sao nha nội. Nội đừng có buồn nữa. Nội, nó vui lên đi nội, nó cười đi. Rồi, được rồi. Vậy nha nội nha. Dạ. À, nãy giờ mọi người nói tới đâu rồi? Tội nghiệp cháu nội tôi. Nó bận đến nỗi nó không có đủ thời giờ để nó điện thoại với ông nội nó nữa. Ông nội, cứu con! Ông nội, cứu con! Ai tao kia đóng lại chưa? Ông nội, cứu con! Đứa lại! Nè, con! Thôi! Ông nội, bé Na nó ruột con, nó đánh con kìa! Ông cố! Cậu dẹp ra ngoài đời chơi, bị người ta ăn hiếp, con quay qua bên giật, nó còn la con nữa! Ông nội, nó kêu con bằng thằng ông nội, nó hổn quá à! Đừng có nghe lời nó không cô. Đó, nó mới kêu con bằng thằng nó. Thôi, tụi con đính hết đi. Nhà này riết là không có tôn ti trật tự gì hết đó. Loạn sang ngầu hết trơn hết trọi rồi. Anh. Dạ. Xách xe qua kêu Tư với Năm qua đi cho cha. Lẹ lên. Dạ. Đã bao nhiêu lần tôi yêu cầu mọi người trước khi vào học là phải tắt điện thoại di động mà. Xin lỗi, tại vì... Tôi không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào hết. Cái đó nằm trong ý thức tự giác của mỗi người. Đâu phải xảy ra chuyện này chứ biết xin lỗi. Làm mất thời gian mọi người anh biết không? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Cô tưởng cô là sếp tôi, cô muốn nói gì cô nói hả? Anh vừa nói gì đó hả Dũng? Anh sai mà còn dám bực tức cho tôi hả? Vậy thì anh giỏi thì lên làm sếp đi. Giỏi thì giải quyết cái chuyện dùm xùm của khách hàng khiếu nại mấy hôm nay nè. Đúng. Áp lực của anh lớn. Áp lực của tôi còn lớn gấp mấy lần các anh kìa. Dẹp, không hợp nữa. Hồng Miên, Hồng Miên à. Hồng Miên. Ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với Dũng. Nhưng tôi muốn nói. Tôi biết sự việc vừa qua là do lỗi nhóm tôi gây ra. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu như mà có sếp khiển trách tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc liền. Để không làm ảnh hưởng chức trưởng phòng của con được chưa? Anh còn nói kiểu đó nữa Dũng. Tôi không phải vì muốn giữ chức vụ trưởng phòng mà quy kết lỗi cho cấp dưới mà chối bỏ trách nhiệm của mình như vậy. Tôi giống hàng người đó sao? Nếu như vậy á, đừng có chút giận lên đầu anh em. Chuyện có đáng gì đâu, phải bực bội to tiếng như vậy chứ hả? Anh ra ngoài cho tôi. Chưa nói ra lẽ tôi chưa ra. Đi ra ngoài. Tôi chưa ra. Đi ra ngoài. Tôi không ra rồi sao hả? Chị Miên ơi, bình tĩnh đi chị. Sao? Anh ra ngoài đi hả? Chào ông chủ. Đồng phục của cô đâu? Dạ, sáng nay em ăn sáng lỡ giờ cái áo nên em thay đổi áo này. Em xin lỗi, trưa nay em sẽ về nhà. Nhưng mà đối tác gặp cô với khách hàng gặp cô trong hoàn cảnh này thì cô nghĩ sao? Tôi nghĩ cô giống như một cái sinh vật từ hành tinh lạ mà lạc lõng như cái thế giới này vậy. Sự tăng tánh của cô làm mất đi sự vẻ đẹp của tập thể công ty này. Thất vọng vì cô quá. Trong khi người ta đang nỗ lực về màu cờ sắc áo còn cô như vậy đó. Đi về thay đồ, đi làm việc. Dạ. Cô này ở phòng nào? Dạ thưa bên phòng kinh doanh. Cậu mời trưởng phòng kinh doanh lên đây gặp tôi. Dạ. Tác phong lơm cơm quá.
Tôi yêu cầu mấy người đừng để tôi ngày nào cũng vô công ty qua quát tháo chút một thằng khùng gì. Rồi người ta dòm vô cái thể thống ra gì nữa. Ai mà chay chét giờ thế vậy? Đi lỗi ở đâu rồi đem đút lên công ty chay chét chỗ này? Mấy người phải xem công ty như là nhà của mình. Phải giữ gìn sạch sẽ để đối tác khách hàng nhìn vô người ta có ấn tượng về mình. Trời ơi, làm ăn như vậy là chết rồi. Còn nhớ, điều chỉnh nội quy lại và đưa cái điều khoản này vô cho tôi. Dạ. Nhớ. Dạ. Đâu không? Bữa nay tôi làm cái gì? Dạ thưa, sáng nay ông có cuộc hẹn với bên ngân hàng AB. Trưa thì ăn cơm trưa tại nhà hàng Sư Tử với ông Hoàng Hiệp bên công ty đầu tư bất động sản Hiệp Hoàng. Đầu giờ chiều, dạ đầu giờ chiều có cuộc phỏng vấn với bên báo đầu tư và cơ hội. Dạ 3 giờ ra công trình khu dân cư Sông Hồng với phó giám đốc để kiểm tra tiến độ và chất lượng. Sau đó... Sáng giờ cho tôi không thấy gì mạnh hả? Dạ thưa, phó giám đốc đang thuyết trình khu dân cư liền kề với mấy vị bên tập đoàn Đất Vàng ạ. Xin các vị cho biết ý kiến. Tôi thấy rất ok. Chỉ có vài điều nên thống nhất lại, như phối màu cho phòng khách và hoa văn trên ban công lầu 1. Tôi muốn nó phải có nét Âu và cổ kính hơn. Ok, tôi sẽ ghi nhận đóng góp của anh. Còn gì nữa không ạ? Tạm thời là vậy. Anh hãy cho tôi xem bản vẽ vào tuần sau, vì tuần này chúng tôi bận đi công tác xa. Ok. Anh Mạnh, sếp đang muốn gặp anh. Anh đi nhé. Alo, anh Dũng hả? Em Diệu Hương nè. Trưa nay... Anh đang bận. Thưa giám đốc có điện thoại. Của ai? Dạ của Mộc Miên, con gái của giám đốc ạ. Tao phiền cô chuyển cái máy qua cho tôi được không? Dạ. Rồi ok. Sao? Con gái cưng của ba. Alo ba hả? Trưa nay ba có rảnh không? Ủa thằng Dũng đâu mà không đi ăn cơm với con? À chắc thằng Dũng nó chọc giận con rồi phải không? Ba có hẹn rồi. Vậy thôi, con phiền ba nữa đâu. Mà trời ơi, nhỏ này con gái mà nó nóng còn hơn con trai nữa. Anh à, cậu Mạnh. Dạ. Tôi tính bàn với cậu về chuyện hợp tác đầu tư bên bất động sản Hiệp Hoàng đó.
Phương Trinh hả? Anh cancel với khách rồi. Trưa nay em đi ăn cơm với anh nha. Vậy lát gặp nha. Ok, bye em. Bà chuyện từ từ thôi. Bà làm như tôi cô còn thời trái trẻ à? Thì bớt nhậu một chút. Ê, tôi nhậu là tôi nhậu ra tiền nghe. Tôi không đi nhậu rồi lấy gì mà có hợp đồng với mấy thằng trả thầu hả? Mệt bà ghê. Trời ơi, bà đưa từ từ giùm tôi một cái. Khổ cái gì quá. Con miếng đó ngày già phải đuối chứ. Giờ nhớ lại nè, bà có thấy giống tôi không? Chứ tôi thấy nha, dạo này cha làm sao sao á. Cha hay quan trọng quá vấn đề, rồi nhõng nhẽo, mít ướt. Như cha đổi tánh là sao bà ơi? Như cha có một cái cú sốc tâm lý gì đổi tánh vậy, bà thấy làm sao, đúng không? Thôi, ổng nói gì ổng nói, mình làm dâu không có nên nói theo ổng. Để tối nay nè, tôi về tôi hỏi thì sao, coi thấy giống tôi không? Chứ tôi ngờ ngợ lâu lắm rồi á, mà tôi không dám nói. Nữa, trước giờ đã khó rồi, mà giờ á, gặp thêm cái chuyện này, ông đổi tánh vậy là mình trần ai lai khổ với ông chứ không phải chơi đâu. Mà như tôi cảm giác cha bị cú sốc tâm lý hay là biến động gì á, chứ không lẽ bình thường đổi tánh vậy, đúng không? Ủa nãy giờ tôi nói chuyện với bà, sao bà không trả lời trả vốn vậy ạ? Vợ chồng lúc khó khăn phải có ý kiến với nhau, sao bà lặng thinh hả? Nói gì đi chứ. Thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi không có dám nói. Thì nói đại đi. Người già sắp chết á, thay đổi tánh vậy đó. Tôi lại bà nghe, có gì qua bên nhà bệnh làm ơn im giùm tôi cái. Trời đất ơi, vợ con gì mở miệng. Thì tôi đã nói là tôi không muốn nói rồi mà. Rồi, tư mót còn gác lại 700 hả con? Dạ. Ừ, 7 xề 1 triệu. Đủ ha. Cái này đủ hết hả má? Ừ. Mình. Nói nghe nè. Gì? Sao lúc rầy tôi thấy cha ngộ nghe mình? Bà ăn nói cho đàng hoàng. Dù sao cũng là cha chồng của bà đó. Mà ngộ là ngộ gì? Thì vậy đó, tôi thấy cha lúc này có cảm giác như là lạnh lẽo, trống vắng, cô đơn. Thấy hình như là cha muốn nhà cửa nó vui vẻ, ồn ào, trộn rộn á mình. Trộn rộn, lộn xộn là bà. Ừ. Gì vậy? Trời đất ơi. Cha già rồi, cho nên suy nghĩ của cha nó vậy thôi. Giống là cha mặc cảm, mà sợ là làm gánh nặng cho con cái. Cha muốn người thèm thuồng sự chăm sóc của con cái. Có vậy thôi, chứ có gì đâu mà trộn lộn lộn xộn. Không có phải vậy mà. Mà đừng có cãi tôi. Còn con bé Na nữa nha, tối ngày kiếm chuyện gây lộn với cậu Nhiệm hoài, bị đòn á. Dạ, tại cậu có lỗi trước chứ bộ. Sao ai cũng bình cậu, la mắng con, rồi còn nói con là con gái, tuổi dần, hung dữ, hỗn hào. Ai mượn, má mày đẻ mày tuổi dần chi không? Nè, bà ba là cái gương trước mắt ngang con. Trời ơi, má mắc cười quá, đẻ con tuổi nào cũng được có gì đâu. Nhưng mà con thấy bác ba tội nghiệp thiệt á, bác hiền lành, trong nhà ai nói gì cũng không bao giờ cãi lại. Mà nhiều lúc con nghĩ bác ba là bóng chứ không phải người. Vậy bà ba là ma hả má? Trời đất. Con không hiểu gì hết á, má nói bóng ở đây là theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen, ha. Mày thấy nó ngớ ra không? Nói gì nói, thấy số phận của chị ba cũng thấy thương. Do mai mối nên mới lấy anh ba. Có thương yếu gì đâu, mà lấy về chồng chết.
Đó. Bởi vậy cho nên nó rốt cuộc phải mang tiếng là cao số, tại vì tuổi dần, số sát phu, tội nghiệp không? Người ta nói nghe, trước khi mà anh ba hỏi chị ba đó nghe, là bao nhiêu đám đến dạm rồi, nhưng mà khi biết chị ba đó là tuổi dần á, người ta thối lui liền. Rồi khi mà anh ba tới ha, cái ở nhà mừng quá, mặc dù anh ba lớn tuổi hơn chị ba, nhưng mà lật đật gã liền vậy đó. Sao bà rảnh vậy? Trời, tôi trong ổ mà sao không rảnh được. Đúng là bà tám thiệt luôn bà Tư. Cha này. Cười cái gì mà cười? Con á nghe, cũng tuổi dần đó nghe chưa? Lo mà cười cho dữ đi nữa, sau này mà lớn lên á, có chồng cũng chừng ai khoai cũ đó nghe. Chà, mày. Bê ba. Gì con? Mấy con bò ba, tối ngủ nó có nằm mơ không ba? Thì nó cũng như mình vậy đó. Cũng như người ta nè, tối ngủ cũng nằm mơ. Vậy nó có biết buồn không ba? À thì nó cũng có lúc buồn, lúc vui, giống như mình vậy đó. Tụi nó ở chung với nhau chắc đỡ buồn hả ba ha? Ừ. Ba nè. Gì con? Con thấy á, buổi tối á, ở nhà đông đủ, ông nội vui lắm, nói liên thuyên luôn. À. Còn ban ngày á, ở nhà vắng vẻ, không có ai hết, ông nội buồn lắm á. Chị còn nhớ nghe không? Mai mốt đi học về là ở nhà chơi với ông nội cho ông nội vui nghe không? Không được đâu, con không có làm cho ông nội vui đâu. Sao vậy? Tại vì chỉ có một người làm cho ông nội cười được thôi. Ai? Dạ, bà Tám. Bà Tám Dần? Dạ. Dâu anh nó đâu rồi? Thôi trời ơi. Ờ, vậy yên tâm hen. Có gì đâu mà phải sợ. Bà cứ tự nhiên đi, không có gì phải lo được á. Nhưng mà nó hay được á, rồi nó nói sầm xì, nó kỳ cục lắm. Mình tránh trước nó tốt hơn. Kỳ gì? Mình cứ quan bên chính đại, có gì đâu mà kỳ. Tôi sợ là tụi nó biết được á, chứ nó nói tôi có tình ý gì với ông. có sao không? Có sao không? Mắc nghẹn à? Mình có ăn thì nó mới từ xuống chút với không? Coi chừng nha. Rồi, được chưa? Xong rồi ăn. Thôi bây giờ tôi về nha. Thôi. Tôi về để tụi nó thấy được kỳ lắm. Bà cứ ở chợ tự nhiên đi. Không có gì phải lo trơn hết rồi. Được. Nội nội, con đi học về nội. Nội nội. Chết. À, thằng Nhiệm nó về. Thằng này mà biết được á là cả nhà biết hết trơn hết trọi. Ê, vậy tôi đi về. Bà đi ngõ này không được đâu. Bà đi ngõ này nè. Đi ngõ này nè. À, tôi về.
Canh chua, cá chiên. Trời ơi, đói bụng muốn chết. Hôm nay thầy muốn con ôn lại những gì mà thầy đã dạy cho con. Cái vấn đề mà dừng yên á, dừng yên là có gì? Y E N Yên, con đánh dần lại cho thầy coi. Y E N Yên. Đúng rồi, những từ liên quan tới Y E N Yên có cái gì? Gồm có nè, cá chiên nè, rồi máy hiên nè, ông tiên nè, rồi bà tiên nè, con hiểu không? Dạ, chào thầy. Dạ, 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 chào cô. Cho cháu ra một miếng để nó lấy sức nó học bài. Dạ. Con, ăn đi con. Dạ. Ăn có sức học. Dạ. Ô thầy cứ dạy cháu nó tự nhiên. Dạ. Dạ thầy cứ tự nhiên à. Dạ. Dạ. Nãy giờ là thầy đã liệt kê những từ liên quan đến dần yên rồi. Bây giờ thầy muốn con tìm những từ liên quan đến dần yên nữa coi. Đồng tiền. Đúng rồi, đồng tiền. Nhưng mà thầy muốn cho con hiểu hơn về vấn đề này. Ông bà xưa người ta thường nói á là tiền tài như phấn thổ mà nhân nghĩa tạo thiên kim. Con hiểu không? Không. Đúng rồi, con còn nhỏ là con không hiểu đâu. Cái ý của câu này là sao? Có nghĩa là sống ở trên đời này á, tiền bạc rất là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Mà quan trọng là cái gì? Cái nhân, lễ, nghĩa, trí, tính á. Cái đó là cái đó quý nhất. Còn đồng tiền á. Tiền hả? Trời ơi, mày ném vô mặt nó cho tao. Trời ơi, làm ăn cái gì chút xíu mày cũng gọi tao làm sao? Mày không giải quyết được tao mới mày làm cái gì? Thôi thiệt là thiệt, bây giờ tôi chán cậu quá rồi. Bây giờ cậu làm sao cho bằng được cho tôi? Chậu cho bạn đó. Không làm được thì nghỉ đi. Làm ăn cái gì mà kỳ cục, cái gì cũng hỏi hỏi làm sao? Tôi thấy trên đời này không ai mà chế tiền hết trơn. Dạ xin lỗi thầy, nghe dài. Dạ xin lỗi ta, quá xin lỗi mày. Lấy tiền ném cho mặt cho tao. Đó, bây giờ mình tiếp tục nha. Bây giờ mình chuyển qua cái dần khác là dần anh. Con đánh dần đi. A nhờ anh. A nhờ anh. Đúng rồi. Bây giờ tìm những từ mà liên quan tới dần anh. Còn có cái gì? Thí dụ như là âm thanh nè. Rồi trái chanh nè. Trong lành nè. Tủ lạnh. Công an. Không được hả? Tôi nói thằng đó nó làm ăn không có được mà. Tôi nói cho cậu nghe, đừng có tin thằng đó. Tôi nghi rằng bác cái dụng mà tiền mà mình đưa bên người ta đó là nó ăn xén ăn bớt trong đó nên người ta không có cho qua. Cậu hiểu không? Bây giờ cậu lãnh làm cái vụ này giùm cho tôi đi. Còn nó thì kẹp nó quăng bớt đi ha. Ra 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 ra. Bây giờ cậu nghe tôi đi ha. Nha. Bây giờ vậy đi ha. Rồi để mình nó làm bể tùm lum tùm la là chết hơn cả đám nha. Ha. Rồi tôi cúp nha cậu anh. Xin lỗi thầy. Là sếp gọi đó. Dự án bên khu dân cư An Hạ nhiệm thu có chút trục trặc. Vậy là vất vả cho anh nữa rồi. Em thấy ở trong công ty á, giờ chỉ tin tưởng có mỗi mình anh. Em có đói bụng không? Hay là đi ăn gì nha? Wow, em hôm nay giỏi quá ta. Trời ơi, vậy không? Anh mệt không? Quá mệt luôn á. Giao hàng xong là anh chạy về công ty lấy xe chạy về đây liền với em á. Công lực kẹt xe quá trời. Biết vậy á, cho nên là hôm nay em đi chợ nè. Đích thân mua những món này nấu cho anh ăn đó. Ăn thử đi. Đâu, để anh thử tay nghề. Vợ tương lai của anh coi. Mình đã sao 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 không được hả? Dở quá phong thôi, thôi nhả đi, nhả đi. Gì sao? Ngon, ngon quá sao mà nhả được. Ngon hả? Cho anh hơn miếng canh. Canh canh nè. Sao hả? Gì lạc quá hả? Hay là mặn quá? Hay là sao? Hay ngọt quá? Sao? Tại vì em không biết, em không nêm nếm làm sao hết á. Sao? Em ơi. Hả? Em có bỏ đường không? Đường hả? Ừ. Không. Có một chút xíu à. Chút xíu hả? Chút xíu à. Vậy em nêm muối hay là nước mắm vậy? Em cũng... nhưng mà cũng chút xíu à.
Chút xíu thôi. Chút xíu thôi à? Hả? Vậy em có bỏ me không? Ồ, me hả? Em bỏ nhiều lắm. Em không không đủ, em cho chanh luôn. Trời ơi, hèn chị nói chua là em chưa không nói. Ngon quá. Anh xin lỗi em nha, canh nó chua quá anh phải nhả ra thôi. Thật quê em đó hả? Tại vì em biết nấu canh cho nên em nếm không được. Ê, nhưng mà còn được món cá bộ. Món cá ăn rất giác chứ bộ, đúng không? Cửa gì? Em ơi, cái gì cá nó mặn quá anh phải ăn canh cho đỡ mặn đó em. Em tệ quá phải không? Không biết nấu nướng gì hết á. Không sao đâu, cái gì không biết từ từ rồi biết. Từ từ hả? Ừ. Chắc không từ từ được rồi, em tệ lắm. Trời đất ơi, bình thường hét ra lửa, tự nhiên bây giờ mất tự tin vậy cưng. Ừ. Nói nghe nè. Nghe. Mốt á, về nấu ăn cho tôi nha. Đâu có được, phải tập nấu. Ăn em mà tập nấu hả là anh ăn pizza dài dài đó nghe không? Alo. Ê, Dũng đây con. Nội hả? Dạ con nè. Con ăn cơm chưa? Dạ con đang ăn cơm, cũng tối rồi mà nội. Nè, chừng nào con về. Ê, kỳ này nha, phải xin phép về sớm để mà quét mộ ba má con đó nghe không? Dạ con nhớ rồi, con sẽ về sớm. Ừ, ông nội đi ngủ đi. Con cũng đừng có thức khuya nghe không? Dạ con chào nội. Người Đại, đang ăn mà. Ủa anh, nội nói gì vậy?
Lão nói anh phải về trước Tết để dọn dẹp mộ ba má anh. Vậy chừng nào anh đi? Chắc khoảng 20 âm lịch đó em. 20 âm lịch hả? Ủa vậy đâu có được. Sao? Anh không làm việc mà. Đúng rồi. Anh cũng biết nhưng mà anh không có dám nói cho nội nghe. Cho nội buồn nội giận. Mà hễ nội buồn nội giận vô là nội không ăn không ngủ như con nít vậy đó. Tự nhiên em thấy sợ sợ sao á. Trời, sợ cái gì? Em mà biết sợ nữa hả? Sao không? Tại vì hả, em nghe mấy chị bạn nói hả. Nói gì? Nói là mày về nhà làm dâu á, rồi ha, mẹ chồng nàng dâu này nha, rồi chị chồng nha, rồi em chồng nha. Rồi em nghe thấy em nói thôi thả giá còn hơn. Trời đất ơi, cái tính của em ngang như cua mà em còn biết sợ nữa hả? Nhưng mà em yên tâm, cái chuyện đó ở gia đình anh không bao giờ có. Ừ. Cái gì mà phải giả. Đây là về nhà rồi ha, không phải ở trong công ty. Em không phải là sếp anh nữa nghe chưa? Ngoài giờ hành chánh rồi nghe chưa? Dạ. Dạ. Ngoan. Em, nội muốn gặp em lắm á, cho nên là Tết này về vô chơi đi. Ủa em đừng có sứ bậy nha. Không được đâu. Sao không được? Trước sau thì cũng biết mà. Em sợ hả, làm phật ý nội không chừng mất chồng như chơi á. Thì nhập gia tùy tục, em chỉ cần để ý chút xíu là được rồi. Nhập gì nhập, em chỉ sợ nhập không nổi thôi. Tính em á thì anh cũng biết rồi đó, nóng nảy lắm. Thôi trễ rồi, em đi về nha. Em ừ? Ngủ lại. Tối nay ngủ lại. Trời đất ơi, giỡn mặt hả? Giỡn cái gì? Thì em ngủ trong phòng, anh ngủ ngoài đây mà. Thôi, tính phá vỡ giao ước hả ông? Thôi đi. Có, trước sau cũng là vợ chồng rồi mà. Năm sau đám cưới rồi. Năm sau tính. Đi em. Ủa cái vỏ nó tiêu rồi. Hả? Vỏ gì? Nó mới để đây mà. Sao tự nhiên hỏi anh? À, cái mặt gian quá à. Gian gì đâu. Vỏ của em mà, đồ hôi đưa cho em đi. Em đi về nữa. Trễ rồi. Đó đâu. Chỗ cái chìa khóa của em để trong đó đó. Mất chìa khóa rồi hả? Ừ, chìa khóa để trong cái vỏ của em, anh không giấu rồi đưa cho em đi, trễ rồi. Mất chìa khóa rồi, em. Ừ. Nghe em nhỏ quá đi. Anh đúng là người xấu á. Dạ được không? Được không? Đâu biết đâu mà đưa. Tôi đi taxi về. Thôi. Trả nè. Anh chịu thua em luôn á. Thôi mày về nghe. Em. Chúc anh ngủ ngon. Tới lượt anh chúc em ngủ ngon. Thôi. Chúc qua chúc lại. Cái chuyện này mới về được. Rồi anh giỡn thôi. Để anh xuống lấy xe cho em về. Đây. Thôi, em vô nhà nghỉ đi. Có gì ngày mai tới anh chở em đi được. Dạ. Dạ, thưa giường có máy vàng. Ừ. Dạ, chào sếp. Tôi cần nói chuyện với cậu. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần với cậu, hãy chú ý tới thằng Bình. Tuy rằng nó có năng lực đó, nhưng mà cái thằng đó nó lèn èn cái đề tiền bạc lắm. Không khéo sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty mình. Ngày mai có một nhóm nghiệm thu đó, cậu thay mặt tôi xử lý nhanh gọn. Còn vấn đề khác nữa đó, còn của thằng Bình là tôi xử lý sao. Dạ, tôi biết rồi thưa ông. Có cậu ra mặt thì tôi cũng yên tâm. Tôi ghét nhất là cái thứ ăn trận tiền bạc đó. Cái đó ta gọi là đầu trộm đuôi cướp, cậu biết không? Nếu mà tôi biết chắc chắn á, tôi sẽ xử lý tới nơi tới chốn luôn. Cái loại người đó không thể nào xài cho công ty được. Giống như một cái bom nổ chậm cho công ty vậy. Tôi mà biết được chính xác là tống cổ nó khỏi công ty luôn. Thank you.
dài trong hiu của anh, nỗi nhung nhớ đêm xe lạnh, khóc tình duyên buồn trái ngang. Rồi mộng tan theo thời gian, tình xưa đã tan hoang, kiếp hồng nhan giữa đời đơn bóng. Có tiếc nuối thôi cũng đành, có trách móc cũng vậy thôi. Có níu kéo vẫn không chọn yêu, cớ sao đời em đêm dài hắn hiu. Chuyện tình đâu đã phai mờ, xót xa mãi trong mong chờ. Trách vì sao tình hững hờ. Cô đơn mình em suốt tháng năm dài. Alo, tìm qua thật quỳ hả? À, tôi Duy Mạnh đây. Ngày mai làm ơn làm giúp tôi một bó hoa lưu ly, mang tặng lên địa chỉ cũ nhé. Ừ, ok, cảm ơn em. Cơ bản thì xem như chúng ta đã thỏa thuận như vậy. Còn một vài điều khoản thì tôi sẽ trình lên sếp duyệt. Hy vọng là tôi sẽ cho anh thông tin sớm nhất cho tuần sau. Chúng tôi cũng hy vọng sự hợp tác của chúng ta được mau chóng được xúc tiến trong thời gian sớm. Dạ, mấy anh yên tâm. Cô Miên ơi! Dạ, xin lỗi. Chúng tôi xin phép mong được sự phản hồi từ phía cô. Chào cô. Dạ, chào anh. Chào anh. Dạ. Chào anh. Dạ. Em ơi! Họp mà. Thiên Ba điện thoại lên nói là nội bị bệnh. Nội bệnh? Ờ. Nội bệnh gì? Thì mình nói là không về được bữa 20 đó, cho nên là nội giận, không ăn uống mấy ngày nay luôn, rồi bị bệnh luôn. Rồi anh có gọi điện thoại về dưới không? Anh có gọi nhưng mà nội giận đâu thèm cái điện thoại của anh đâu. Ồ, nghiêm trọng vậy hả? À. Hả? Anh có một cách. Cách gì? Nhưng phải cần sự phối hợp của em nữa. Em? Ừ. Lâu cũng già ghê luôn. Cái chuyện này cũng tại Dũng ra thôi á. Sao anh? Hứa gì quét mộ không chịu gì á. Ừ. Mà có công ty gì cũng lũ đạn á. Người ta xin gì quét mộ, mà không cho gì á. Anh này nói chuyện giỡn chơi. Công ty của người ta làm ăn có giờ có giấc đàng hoàng. Chứ ai như ông vậy
làm như là nuôi bò mừng ruộng không bằng vậy. Giờ sao ta? Sao? Không lẽ không ai vuốt giận được cha sao? Anh ơi. Dạ. Nếu Dũng mà có điện thoại đó, con nói là ba mệt quá, ba không nói điện thoại nó được nghe con. Dạ. Alo. Dạ tôi nghe đây. À, tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc lại. Điện thoại ai vậy con? Dạ không phải thằng Dũng đâu cha. Ông Lụng lái trâu nhắn với chú Sáu chiều nay tới coi bò. Con cắt điện thoại đi. Điện thoại gì mà reng hoài không có ngủ nghe gì được hết trơn hết rồi á. Cắt đi. Dạ. Ủa ghê. Thôi giờ tôi về bển. Về coi cửa hàng mới được. Cuối năm ta đến kết sổ mình bả lo không xảy đâu. Thôi có gì chị ba gọi tôi nha. Ừ. Về trước anh Tân. Ừ. Về sao? Dạ. Thôi vậy tôi cũng về giao hàng. Chứ đứng đây cũng đâu làm được cái gì. Chị ba tôi về. Ừ. Về mình. Ừ thì về. Về nghe chị ba. Về nghe chú Sáu. Dạ. Chị ba. Ừ. Chị giúp tôi một chuyện nghe. Gì vậy chú? Chị chạy qua kêu bà Tám Dần qua đây khuyên cha một tiếng nghe. Được không chú? Được mà. Đi. Làm theo lời tôi nha. Nha. Xin hỏi có ông Tiền ở nhà không? Dạ ông chủ không có ở nhà. Mình xin lỗi ai ở đầu dây á. À tôi là Duy Mạnh. Ủa cậu Mạnh đó hả? Mèn ơi lâu quá không thấy cậu lại nhà chơi. Sao? Lúc này còn để râu không? Nè cậu nhớ nghe. Cậu đừng có cạo nghe. Để râu mới đẹp trai. Giống như Duyên Hàn Quốc á. Có ông Tiền nhà không chị? Dạ ông bà chủ đi bệnh viện khám định kỳ rồi. Cậu có chuyện gì cậu nhắn đi tôi về tôi nói lại. Dạ có chút việc. Mà thôi. Để tôi tự liên lạc với ông. Dạ, vậy cũng được. À, chị Tám nè. Chị có thích gì không? Đến khi nào tôi tới, tôi sẽ mua quà tặng cho chị. Cậu sao bài vẽ, mua chi tốn kém. Cậu tới nhà chơi là tôi vui rồi. À quên. Tôi nói lộn. Cậu đến nhà là ông bà chủ vui rồi. Trời ơi, tôi thích nhiều thứ lắm, mua sao hết. Tôi nói thiệt cái cậu ngày bữa đi siêu thị, trời ơi cái gì tôi cũng thích hết trơn hết trọi á. Dễ thôi. Tôi sẽ mua tặng cho chị một cốp bông. Lúc đó chị tha hồ mà mua sắm. Cậu nói cái gì cốp bông là cái gì? À, đó là cái phiếu có giá trị số tiền. Khi mà chị vào siêu thị á, chị muốn mua bao nhiêu cũng được. Khi ra tính tiền á, chỉ cần đưa cái cốp bông ra là được. Trời ơi đã quá vậy hả? Trời ơi thích quá. Tôi chịu lắm. Vậy chừng nào cậu tới nhà chơi? Ngày mai tôi sẽ tới. À chị Tám nè, tôi cũng muốn mua quà tặng cho bà chủ, cô Miên, chị Trâm nữa. Chị có thể cho tôi biết sở thích của từng người được không? Thôi cậu ơi, không được đâu. Cái này là bí mật của người ta mà. Mình nói ra đâu còn gì bí mật. Nhưng mà theo tôi biết á hả thì bà chủ á, bà thích mỹ phẩm nè, trang sức nè, quần áo nè. Mà đồ ngoại bà mới chịu nghe. Còn chị Trâm á ha, thì nó thích những cái đĩa ghe mới nghe. Ghe mà nó cũng khoái lắm. Còn ông chủ thì ông thích đi du lịch. Còn cô Ngọc Viên á ha. Khỏe à? Bà Tám hả? À. Đồ
này mệt quá bà Tám ơi. Gì thì gì, ông cũng phải vậy để uống thuốc cho nó khỏe người ra chứ, cho nó mạnh đi nè. Chứ ông cứ muốn gì thì ông cứ nói, để mấy đứa nhỏ nó đi tới đi lui hoài, nó còn đi làm đi lụng tội nghiệp đó chứ nè. Bộ tính Tết rồi ông nằm lì luôn rồi phải không? Mấy đứa nhỏ bây giờ nó coi mình không ra gì hết trơn mà Tám ơi. Hả? Đứa nào nó dám chọc giận anh? Trời ơi, bộ nó muốn bị đòn hay sao chứ ha? Nhưng mà gì để gì, giận cái gì thì ông nói, giận đứa nào thì có đứa, phải không? Nhưng mà ông phải ráng ông vậy, ông ăn uống đi ra đi vô cho nó tươi tỉnh thần sắc, rồi Tết á ông chụp hình nó mới đẹp trai. Đó bà thấy điện thoại không? Bệnh hoạn mệt mỏi mà điện thoại cứ reng hoài, không có nghỉ ngơi gì được hết trơn hết trọi à. Thôi đừng có bực mình Hạnh à, cắt cái dây điện thoại đi. Thôi đừng có cắt lỡ có ai gọi thì sao? Ai là ai? Thì mấy người coi trâu bò đó. Dạ cha ơi, Dũng nó muốn nói chuyện với cha nè. Thôi nói cha ngủ rồi. Trời ơi, ngủ mà còn nói. Thì giờ ngủ nè. Trời đất ơi. Cha, Dũng nó muốn xin phép cha Tết này cho nó dẫn nhỏ về ra mắt. Ừ. Nhỏ nào á? Dạ Dũng hả con? Cháu dâu của cha đó cô Tám. Trời ơi, đã nghe. Đã nghe. Alo. Nội hả? À. Con nè. Dũng hả con? Dạ, nội thấy trong người sao ạ? Đâu có, ông nội khỏe rồi, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Nội ơi. À. Tết này nội cho con dẫn một miên về ra bắt nội nha. À. Nội cho phép hả nội? À. Con đảm bảo với nội là nội vừa ý liền. Trời, con mà nội. Chừng nào con về? Dạ, chắc khoảng 29 Tết con về. À. Tại vì con phải giải quyết công việc cho xong hết đó nội. À. Nhưng mà nội phải hứa với con là nội phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Ăn uống điều độ nữa đó. Rồi ông nội, để ông nội ráng ăn. Ông nội ăn nhiều lắm nha. Dạ, vậy con cúp máy nha. Rồi, cúp nha con. Con chào nội. À, con ơi. Cha thấy cho đau bụng quá con. Con kiếm gì cho cha ăn nha. Đói bụng quá rồi. Coi ông kìa. Dạ. Thiệt, y những đích gì đó. Thôi bây giờ ông khỏe rồi ha. Thôi giờ tôi về nha. Thôi bà về đi, tôi có bệnh hoạn gì đâu bà ơi. Ông bữa nào qua chơi bà Tám ơi. Nội sao rồi anh? Nội nghe anh nói Tết này anh dẫn em về quê, nội vui lắm. Vui hả? Ừ. Em chỉ sợ là nội gặp em mà nội không thích em nữa. Thì mình phải có cách gì đó chứ em. Em giỏi mà. Giỏi hả? Ừ. Nhưng mà em không giỏi không? Ba chuyện này em lúng túng lắm. Vậy có muốn lấy chồng không? Không. Không thì thôi. Vậy đi. Tết này tôi về quê, tôi nhờ người mai mối cô gái dưới quê á, ngoan hiền đầm thấm, không có ai mà cọc cằn dữ dằn đâu như ai kia á. Anh dám hả? Trời, sao không dám? Ôi trời đất ơi, hay quá hả? Hay quá, sao dám hay, hả? Sao không hay? Sao không? Không sao, đau quá. Đáng đời. Ê, nó có cách rồi. Gì vậy? Đây. Bây giờ nha. Này là gì? Ừ. Bây giờ á, anh hãy kể chi tiết từng thành viên trong gia đình của anh. Nhớ là phải kể chi tiết đó nha. À, tính tình nè, rồi sở thích nè của từng người một, để em viết vô đây. Trời đất ơi, em làm như giống như là em đang lên kế hoạch nghiên cứu thị trường với lại thiết lập mạng lưới phân phối vậy đó. Chọc quê em hả? Biết gì không? Vậy. Tại vì hả, mai em đi siêu thị mua quà. Ồ vậy hả? Ừ. Đi. Trước tiên là ông nội. Ông nội. Ừ. Ông nội thì anh kể cho em nghe hoài rồi. Cái đến là thím ba,
Kiếm ba thì tính tình rất là hiền hậu, nhường nhịn. Kế tiếp là chú Tư thì tính tình rất là khó khăn, gia trưởng lắm em. Nhưng mà ngược lại Kiếm Tư thì rất là giỏi giang và quán xuyến. Chú Thiếm có một đứa con gái tên là Nết. Nết này lấy chồng sớm cho nên là có một đứa con gái nữa tên là Na, được 10 tuổi. Kế tiếp là chú Năm. Chú Năm thì tính tình khác với lại chú Tư rất là nhiều. Chú Năm rất là vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện thì nguyên thiên, chẳng buồn. Nhưng mà còn ngược lại á, thì Thiếm Năm thì ít nói lắm. Nhưng mà nói câu nào ra thì cũng làm cho người ta giật mình hết rồi. Cuối cùng đó là chú Sáu, mà anh hay gọi là chú Út đó. Chú Sáu thì tính tình nóng nảy nè, thẳng thắn nè, có gì không bằng lòng thì nói liền. Còn Thiếm Út mới ngộ, thể chú Út nói cái gì là Thiếm cũng cho là đúng hết á. Chú Thiếm Út có một thằng con trai tên là Nhiệm. Rồi em ơi, cái thằng này nhìn cái mặt nó vui lắm em, nhìn mặt mắc cười lắm. Ông nội với lại mấy chú thương anh lắm, hay quan tâm lo lắng cho anh lắm. Có lẽ là muốn bù đắp sự mất mát tình thương của ba mẹ anh. Ba mẹ anh mất khi anh còn nhỏ. Em chào chị. Dạ, chào cậu Mạnh. Trời ơi, bữa nay cậu Mạnh đẹp trai ghê. Tôi thích cậu mặc mấy cái áo sơ mi mà hở cổ nè. Trông cậu lãng tử mà hào hoa dễ sợ luôn á. Em cảm ơn chị. Cậu vô nhà đi nghe, ông chủ đợi cậu nãy giờ á. Dạ. Dạ, thưa ông bà, có cậu ừ. Mạnh tới. Dạ, chào sếp. Dạ, cháu có chút quà biểu cô. Trời ơi, đến ăn cơm được rồi, mày đặt cái gì con? Dạ, đây là loại quý yến thượng hạng. Cháu nhờ người mua ông công ăn về để tặng cô. Vậy? Trời ơi, cậu Mạnh, cậu hay thiệt á. Bà chủ thích ăn quý yến lắm nha. Cậu đúng là sành điệu nha, biết ý từ người trong gia đình á. Dạ, dạ, cất vô tủ đi. Dạ. Vâng, ngồi đi Mạnh. Dạ. Chào em. Nhìn em hôm nay rất là đẹp. Cảm ơn anh nha. Nói thiệt là em rất sợ mấy lời xã giao đó. Chào chị Trâm. Chào anh Phi Nhung Gao. Thôi đừng có nói chuyện nữa. Nãy giờ là chờ cậu đó. Dạ. Chị Tám ơi. Dạ. Dọn món chính luôn đi. Dạ. Mời cậu. Dạ. Ông Anh à, cái vụ đấu thầu những căn hộ cao cấp ở bên công ty ENC đó, rồi sao? Có tôi nội bộ gì đó, nói tôi nghe coi. Theo như lời sếp dặn, tôi đã cho bỏ thầu thêm 3 công ty ảo để nâng giá so với giá đấu thầu bên mình. Bây giờ thủ tục đã xong, chỉ cần bên đó ok. Cậu làm việc là tôi yên tâm lắm. Nè, chuyện công ty á, ăn cơm xong rồi nói. Mời cậu Mạnh tới ăn cơm á, mà nói chuyện công ty thì làm sao mà người ta ăn vô cho được. Tự nhiên nghe cậu Mạnh. Dạ. Mời cậu. Ủa, ai tới vậy ta? Tám ơi. Dạ. Cho xem có ai tới kìa. Để con là quán con. Mà sếp. Ba má, anh Dũng tới chơi nè. Con chào hai bác. À, sẵn gặp bữa ăn cơm luôn con. Dạ. Chị Tám ơi, lấy thêm chén đũa chị Tám à. Dạ, ngồi đi con. Dạ. Dũng. Chào Dũng. Chào Mạnh. Cảm ơn gì? Chị Tám ơi. Dạ. Lấy cho tôi thêm cái ly nữa đi. Dạ. Nè, anh ăn đi. Đói lắm phải không?
Ngọc Biên. Dạ. Ăn con. Ăn đi. Ăn cá không? Dạ, bác để con. À, mời. Dạ, mời bác. Sắp tới đó mình sẽ hợp tác với công ty của ông Hiệp để hùn vốn mở sàn giao dịch bất động sản. Ông nghĩ như thế nào? Dạ. Hiện nay thị trường cũng đang rất cần có nhu cầu về loại hình này. Cộng với kinh nghiệm và mối quan hệ bên Hiệp Hoàng, nếu ông hợp tác sẽ có lợi cho bên mình trong việc phô trương thanh thế. Tôi cũng thuận theo thời thế thôi. Nước lên thì tiền sẽ lên. Dạ, thưa ông. Ông Anh à, tôi rất tin tưởng cậu. Sau khi công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định đó, tôi sẽ rút lui về sau và nhường lại những nhân tài trẻ như cậu điều hành và quản trị. Tôi cũng muốn cậu là một người nhà, để sau khi cậu thay thế tôi điều hành công ty thì sẽ không có sự nghi ngại và đàm tiếu của các cổ đông và đối tác. Dạ, thưa bác, con về. À. Chào. Tôi đưa Nhật về. Ừ. Tôi tin là cậu có đủ bản lãnh để làm điều cậu muốn. Ông nè, hình như là ông không thích Thủ Dũng phải không? Mà ông có ý cấp đôi Duy Mạnh với Mộc Miên, đúng không? Theo bà thấy Duy Mạnh như thế nào? Duy Mạnh đó hả? Duy Mạnh là một nhân tài, nó rất có bản lĩnh. Ông đang cần một người như nó phụ giúp, đúng không? Rồi bà thấy thằng Hữu Dũng thì sao? Ông muốn so sánh đó hả? Ý của ông là sao á thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết là tôi muốn con gái của tôi nó có hạnh phúc. Nó ưng ai á thì tôi gả đó à. À, bà. Ừ? Bà có biết cái chuyện cây tre trăm đốt không? Tôi biết. Nhưng mà ông hỏi tôi chi vậy? Cái điều tôi cần hiện nay là tôi muốn thằng Mạnh nó toàn tâm toàn ý để nó giúp công ty của mình. Ừ. Tôi biết tham vọng của thằng Mạnh lớn lắm. Cái mức lương và cái chức phó giám đốc hiện tại, ừ, tôi nghĩ chắc cũng chưa làm nó thỏa mãn lắm đâu. Ừ. Những điều tôi nghĩ và tôi làm là nhằm mục đích tôi muốn trói buộc một thằng như thằng Mạnh vậy đó. Ừ. Bà hiểu không? Ừ. Ông nói tôi khó hiểu quá. Nhưng mà thôi, ông tính toán sao cho tiện công việc của ông, mà con gái của mình cũng không khó xử. Thôi đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa. À, hả? Bà khoan nữa. Gì nữa? Còn một điều tôi muốn nhắc bà nữa. Mai mốt á, bà đừng có dùng danh từ cáp đôi, nghe nó bình dân lắm. Dùng danh từ tác hợp nó sẽ sang hơn ha. Ừ. Ngủ ngon ha. Tôi biết rồi. Có phải ông có ý định tác hợp thằng Mạnh với con Mộc Miên nhà mình phải không? Tác hợp. Bơi ba. Ừ.
Gì con? Ngày mai anh hai đưa chị hai về hả ba? Chưa gì đó kêu chị hai rồi. Nịnh quá mày. Trước sau gì cũng gọi. Giờ con gọi trước cho chắc ăn. Mà anh chị hai đẹp lắm hả ba? Không đẹp sao anh Dũng mày chịu được. Mà ba dặn nè, ngày mai á đi ra ngoài lộ sớm nghe không? Xe đồ mà chở anh hai chị hai mày tới á, anh hai chị hai mày bước xuống cái là chạy ù vô báo ba liền nghe không? Ủa làm chi vậy ba? Kệ ba đi. Má, nhìn ông ngoại kìa, mới cắt tóc đẹp trai ghê chưa? Chà, bữa nay ông ngoại làm chi mà diện dữ vậy ông ngoại? Đi ăn đám giỗ đám cưới ai vậy? Đám cưới đâu mà đám cưới? Con biết nè, ngày mai là ngày á cậu hai về á. Cậu hai về thì cậu hai về chứ, mắc gì chân diện dữ vậy? Thiệt, bà đúng là nó về đâu phải một mình nó về đâu, nó kéo theo con dâu tương lai gì nữa. Mà bà biết rồi đó, anh hai mất, chị hai mất, chú con cũng như cha. Tôi đại diện bên đàn trai mà ăn mặc xề xò người ta cười cho. Nói nghe nè, em cũng là thím nó đúng không? Mà người ta nói thím cũng như mẹ đúng không? Bởi vậy cho nên ngày mai á, em cũng phải diện quần áo lên ra diện kiến cháu dâu cho nó nể. Bà thiệt hơn thua tôi từng ly từng tí. Má má à, vậy lát nữa con ra tiệm hấp dầu cho tóc đẹp để đón chị dâu má ha. Vậy đi con. Má cho con đi với. Không được, con ở nhà lựa đậu cho má. Trời ơi, sướng tấm cái của gì trời hả? Cho má có duyên ghê vậy. Nghe ông ngoại dặn nè. Dạ. Mai con chạy ra ngoài lộ á, canh chừng nào cậu hai con gì á phóng vô đây cái kêu ông ngoại ra nghe. Dạ con biết rồi. Nè, đến giao xong nói người ta kiểm tra kỹ kỹ nha. Rồi đi đi. Ba. Mai nghỉ một bữa nha. Tôi muốn qua nhà cha, đợi tụi nhỏ nó về. Tụi nhỏ nó về thì cũng chiều mai nó mới về tới lận mà. Tại tôi nôn gặp cháu dâu tôi. Thằng Dũng á, nó đẹp trai nên tôi nghĩ nó chọn cháu dâu thế nào cũng trên chín nút mà. Nó giống tôi. Ông. Hả? Vậy hồi đó ông chọn tôi á, tôi được mấy nút vậy? Thôi để tôi đi đi lấy tiền khách hàng ha. Dạ bà chủ gì vậy bà chủ? Ông chủ về rồi hả? Dạ ông chủ chưa có về. Chưa về? Dạ. Vậy sao lại có cái túi này? Trời đất ơi, hàng hiệu nha, ít nhất cũng phải 2,000 đô. Mà cái hàng này là hàng sách tay đem về đó, chứ ở đây hả chưa có cái hàng này. Dạ. Chà, ổng á bài đặt quá à. Biết mình thích á cho nên mua tặng mình nè. Dạ cái này đâu phải của ông chủ mua. Mùa của cậu Duy Mạnh tặng. Duy Mạnh? Dạ. Thank you.
chỉ là ngẫu nhiên thôi. Em ơi, làm ơn cho anh một súp cua măng tây và một chai rượu vang nhé. Chị cho tôi một lon bia với lại có thể đổi chỗ khác cho tôi được không? Dạ. Sao vậy? Em không thích ngồi ở đây hả? Không phải, ba người ngồi đây sao đủ. Em có hẹn với Dũng đi ăn cơm rồi, lát thì anh sẽ đến. À, không cần đâu chị. Anh Mạnh nè, về tình cảm với em và anh Dũng, chắc anh đã biết. Em thiết nghĩ là anh không nên tốn thời gian vô ích vì em nữa. Anh là người thanh niên thành đạt, lịch lãm, đạt tiêu chuẩn nhiều cô gái mơ ước là bạn gái với anh. Anh xin mạn phép hỏi một câu, em yêu Dũng ở điểm nào? Yêu là yêu thế thôi, đâu có thể kê khai chi tiết những hạng mục hàng hóa được. Thế thì anh cũng vậy, yêu là yêu. Anh không lý giải vì sao anh lại yêu em đến như vậy. Nhưng em đã có Dũng. Nhưng mà em chưa kết hôn. Điều đó không cản nổi tình cảm của anh dành cho em. Không ai ngăn cấm anh đeo đuổi em. Em hiểu không? Trời ơi, anh đi tới đâu rồi? Anh ra ngoài cửa nè, em ngồi ở đâu? Bên trái nè. Chào anh. Chào Dũng. Uống bia nha. Ok. Sao lâu quá vậy? Nói chưa? Em kêu gì cho anh ăn nha. Hay là ăn súp cua măng tây nha. Nè, ăn của em đi. Em mới kêu đó, còn nóng lắm á. Nha. Sao em đến trễ vậy? Alo. Alo, em nghe chị nói không? Trời ơi, sao mất sóng vậy? Được rồi, đợi chị chút. Alo. Nghe nói bác trai khen anh nhiều lắm đó. Nói anh là một nhân tài trong hành trí trúc. Bởi vì anh giúp cho bác trai rất là nhiều. Nhưng mà không bằng anh. Anh muốn ám chỉ điều gì đây? Dù tài giỏi cách mấy, tôi cũng chỉ là một thằng cu li. Không tài giỏi nhìn xa trông rộng như anh. Con rể thì mâm dọn sẵn rồi nhào vô như chuột sa hũ nếp. Ý anh muốn nói gì? Anh biết rõ hơn tôi mà. Tôi muốn nói với anh điều này, không biết là anh có muốn nghe hay không. Bây giờ tôi chính thức đeo đuổi Mộc Miên. Anh có dám trực tiếp thi đấu với tôi? À, tôi đã hiểu điều anh muốn nói rồi. Có phải anh đang muốn anh là chuột không? Gì đâu em, anh Mạnh đang thách đấu với anh đó. Thách đấu môn thể thao nào? Thì trò chơi của đàn ông đó mà. Mà cụ thể là môn nào? À, đó là những môn thể thao của đàn ông. Em đừng bận tâm, em sợ anh Dũng của em thua sao? Chưa đấu làm sao mà biết thua anh Dũng ha. Mà anh yên tâm đi, lúc nào cũng có em bên cạnh anh cổ vũ cho anh hết. Cố lên anh. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng cuộc thi đấu ngang tài ngang sức này. Em rất vui cho anh nha. Con rể thì mâm dọn sẵn ở nhà vô như
Bây giờ tôi chính thức giao đủ một viên. Mày không đủ tư cách để chơi với tao đâu, thằng nhà quê à. Còn đúng một tiếng nữa thôi là tới nhà anh rồi đó. Trời ơi, anh nhắc lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả Dũng? Là chục lần rồi đó. Anh ước gì xe chạy nhanh thật là nhanh để anh về quê thăm nội, nhớ nội quá. Mỗi lần về quê là anh tâm trạng vui lắm hả? Ừ. Em chưa bao giờ thấy anh vui như vậy đó. Em biết không, lúc trước học đại học ở Sài Gòn á, về quê nhớ nội chịu không nổi luôn. Anh muốn bỏ học để về quê thăm nội liền tức khắc. Dữ dội vậy đó hả? Ừ. Chứ không phải là anh nhớ cô nào dưới đây à? Cô nào? Ai biết cô nào đâu. Tại vì em nghe nói á, mấy cô dưới quê cô nào cũng duyên dáng nè, dịu dàng nè, dễ thương nữa. Thì đúng rồi, ai cũng duyên dáng, dịu dàng, dễ thương hết á. Nhưng mà cứ không dễ đâu. Xạo, không tin. Chứ nào giờ anh không có mối tình nào dắt dai hả? Không có rồi nha. Thôi đi, tôi không tin đâu. Thiệt. Tình chị của anh thôi, hiền, sợ khảo, ngây thơ nên mới lên Sài Gòn bị em dụ, em bắt cóc tới bây giờ nè. Trời ơi, xạo quá đi, anh mà hiền hả? Chứ thiệt chứ bộ. Hiền quá. Còn cái dự án mà phát triển chi nhánh ở miền Tây tới đâu rồi? Ừ, đang là xúc tiến đó. Dự kiến là văn phòng mình sẽ đặt tại Vĩnh Long nè. Vậy hả? Ừ. Lúc đó anh sẽ là người đầu tiên xin về đây làm. Ừ, em thấy được đó. À, tại vì công ty mình đang muốn tuyển dụng người địa phương. Vậy hả? Ừ, anh á, lại là nhân viên tiền vụ. Em tin chắc chắn là anh sẽ được đề cử về đó. Ừ. Làm đầu tàu hướng dẫn cho nhóm. Thì làm gần nhà dù sao chắn hơn, đúng không? Ừ. Nè nè nè, còn vụ này còn mừng hơn nữa nè. Vụ gì vậy? Em sẽ được đề cử về đó là giám đốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu để mà nghiên cứu xây dựng mạng lưới phân phối. Vậy hả? Sao buồn vậy? Anh cứ tưởng đâu là vậy làm thoát khỏi tay em. À, dè đâu em cũng đi theo anh làm sếp, anh đè đầu cưỡi cổ anh nữa. Anh làm sao mà thoát khỏi bàn tay của em được? Ê,
Diệp. Nè Diệp, sao ngồi đây vậy? Trời ơi, vậy hả? Anh về rồi nè. Cậu hai ông cố ơi, con đi xe đò có mệt không? Dạ, bây giờ đi xe đò phải ra à thím? Bộ thím chưa đi bao giờ hả? Thím có bao giờ đi khỏi cái xóm này nửa bước đâu. Cái mặt nhỏ nhìn dễ ưa ghê ha. Lại cái mặt của nó dinh sình á, nó ngước lên nhìn muốn té ngửa luôn vậy. Coi kìa. Cái gì? Nó có hai cái lúm đồng tiền dễ thương chưa kìa. Thương quá. Không biết là đồng tiền thiệt hay giả ha. Chứ bây giờ á, cái gì làm giả cũng được hết trơn á. Vậy ha. Vậy à, để tôi ra tôi hỏi nó nghe. Ý trời ơi, cái tiếng này. Trời ơi, ai mượn vậy? Tụi đó. Ờ. Ê, chào con. Mát mẻ ha. Chào con. Thương quá. Chào mấy thím. Đẹp quá à. Dễ thương thiệt ha. Cái đúng miếng luôn rồi. Mày về á, mấy chú mừng lắm đó. À, mừng lắm á. Chứ không thôi Tết năm nay căng lắm á nha. Con thấy dạo này nội ốm quá à. Chắc là không được khỏe hả? Ừ. Thì đó, thầy nhớ con bỏ ăn bỏ ngủ hỏi sao ốm. Giờ về có khác liền. Nói vậy, yên tâm đi. Mai mốt công ty điều con về đây làm việc nè, nội sẽ hết buồn liền à. Ừ. Cái kia đó con. Ừ. Đó chừng nào bây về? Dạ khoảng sang năm đó chú. À, sang năm đó về thì đây. Dạ trời quá. Nếu được vậy thì tốt quá ha cha. Ê. Dạ. Con nhỏ ở đâu? Kêu lên coi. Dạ dạ để con kêu lên. Phụng Miên ơi. Lên rồi, lên chuyện nói. Chà. Ê. Rửa mặt xong thấy cũng xinh ghê. Con giỏi. Ê con. Dạ con thương nội. Dạ con thương mấy chú. Dạ con có chút quà không biết nội. Về khắp được rồi, quà cáp gì nữa con. Dạ thưa nội, con có chút quà không biết nội. Nội cảm ơn con nha. Con nhỏ này chu đáo thiệt khen. Miên còn mua bánh với trà để cúng ba má con đó. Vậy đó hả? Vậy là đúng rồi. Con dâu tương lai là phải biết lấy lòng ba má chồng. Chiều nay con dẫn một Miên ra thăm mộ ba má con với là chú ba nữa nha. Dạ con biết rồi nội. Ừ đâu. Hay. Dạ con cũng chúc quà không biết cho mấy chú mấy thím nữa. Dạ con tặng thím ba. Cảm ơn con. Ba có quà đó nè. Dạ đây là quà của chú thím tư ạ. À. Đây đây thím đây thím đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ đây là quà của chú thím năm ạ. À. Đây. Cảm ơn con nhé. Dạ. Mình ơi có quà nha mình. Trời ơi. Bà chị năm. Dạ chú thím sáu ạ. Có mặt thím sáu đây. Thím sáu cảm ơn con. Dạ. Bé Nết. Em nè. À, chị nghe anh Dũng nhắc với em nhiều. Đây là quà của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Cũng có quà luôn. Nhiệm là ai nè? Dạ, em. Ừ, đây là quà con trai chị tặng riêng cho em đó. Dạ, cảm ơn chị. Bé Na. Bé Na. Ừ, đây là quà của em nè. Dạ. Con cảm ơn quà hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa ba má, hôm nay con dẫn Mộc Miên ra thăm mộ ba má. Qua sang năm là tụi con làm đám cưới rồi. Ba má có ưng con dâu này không vậy? Dạ, con cảm ơn ba má. Ba má chịu rồi đó em. Sao anh biết? Kìa, em không thấy cái tàn nhang nó cong tròn hả? Như vậy là ba má ok rồi đó. Thì không? Thiệt. Giỡn mặt tôi hả? Chọc quê tôi đó hả? Ờ, được rồi. Mấy người đừng có ỉ về đây ha, ăn hiếp tôi nha. Mốt lên Sài Gòn biết tay tôi đi xóa trán luôn á. Bây giờ là ngoài giờ làm việc rồi, không còn là sếp nữa đâu nha. Hiện tại em đang là con dâu đứng trước mặt ba mẹ chồng đó. Ăn hiếp chồng là không xong đâu đó. Ăn hiếp ai? Mấy người ăn hiếp tôi thì có. Ha, được rồi, cứ lợi dụng đi. Mai mốt lên Sài Gòn ha, tôi đi cho mà xóa trán biết tay tôi nha. Trời ơi, sợ quá. Xin chuyển chỗ khác làm gì đây làm nè. Thì tôi chuyển theo. Sao? Làm sao mà thoát khỏi tay tôi được? Rồi, tôi xin chuyển nữa. Nè. Thôi. Nè, tôi nói cho nghe nè. Nè. Mấy người đi nè. Ăn hiếp không? Sao xô cậu? Con đâu có xô cậu đâu. Cậu tự tế chứ bộ. Sao chạy nhìn con? Đã nói là đứng đừng có tròn lên mà. Đứng hình mà cũng không yên. Thím ba, con nghe anh Dũng nói là thím nấu ăn ngon lắm. Con muốn bái thím làm sư phụ được không? Nấu ăn ngon, nhà này đâu phải chỉ có mình thím. Nhưng mà phụ nữ làm việc ngoài xã hội giỏi mới làm thím nể phục. Thím nghe nói con giỏi lắm đúng không? Anh Dũng chê con tính tình nóng nảy. Anh biểu con là sau này phải đi theo thím nhiều hơn. Chi vậy? Thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà thím. Anh nói là con chỉ học một phần chữ nhận của thím thôi thì cũng đủ xài rồi. Thằng Dũng nó nói quá rồi. Con đừng có bắt chước thím, không nên đâu. Sao vậy thím? Ủa, mà con tuổi gì mà nóng nảy vậy? Dạ, con tuổi Dần. Rồi ngủ chưa? Bố con ngủ không được à? Dạ tại vì lạ chỗ quá con ngủ không được. Cha mày, nhà này là nhà của mày chứ nhà của ai mà lạ chỗ lạ nơi. Nội ơi. Nội thấy Mộc Miên như thế nào hả nội? Nội, nếu như mà Mộc Miên làm cháu dâu của nội á, nội có chịu không? Mộc Miên á, tuy là tính tình như là con trai vậy đó, rất là cứng rắn và cương quyết trong công việc. Hãy mà làm rồi thì không có ai mà dám cản được hết thế nội. Nhưng mà Mộc Miên tính tình á, rất là yêu thương con nít, đặc biệt là rất là yêu con. Mộc Miên nhỏ hơn con 1 tuổi. À đúng rồi, tuổi Dần đó nội. Được không nội? Nội.
Ủa sao vậy chị? Thì có sao đâu, thì cái tánh của nó không có chuyện gì đâu có xuống phòng. Dạ vậy con hai bác sao? Ông bà đó đi từ sáng sớm tới khuya mới về, tự nhiên nhà ngồi chơi. Dạ. Cậu Dũng, cậu ngồi đây đi. Sao? Lúc này cậu còn liên lạc với con Mộc Miên không? Dạ, tụi con ngày nào cũng liên lạc hết đó vậy. Vậy hả? Dạ. Ngồi đây chơi nha, tôi lên lầu tôi kêu dạ. Con Hương xuống. Cô Hương ơi, có cậu Dũng chờ cô dưới kìa. Cô xuống cô nói chuyện cậu Dũng đi. Cô Hương. Cô Hương. Dài trong hiu của anh, nỗi nhung nhớ đêm xe lạnh, khóc tình duyên buồn trái ngang. Rồi mong tan theo thời gian, tình xưa đã tan hoang, kiếp hồng nhan giữa đời đơn bóng. Nuôi thôi cũng đành, có trách móc cũng vậy thôi. Có níu kéo vẫn không chọn yêu, cớ sao đời em đêm dài hắn hiu.